Thưa quý vị và các bạn, một trong những phong trào thi đua gắn liền với bậc giáo dục trung học phổ thông là công tác đoàn và phong trào thanh niên, nhất là vào những ngày này đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cũng như các trường trung học phổ thông trong tỉnh, Đoàn trường trung học phổ thông Trần Văn Thành, huyện Châu Phú đang tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên là học sinh và lực lượng giáo viên trẻ của trường để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng và góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh và lực lượng giáo viên trẻ. Qua đó cũng khẳng định công tác đoàn và phong trào thanh niên ở bậc giáo dục trung học phổ thông hoàn toàn không mang tính hình thức bắt buộc mà mang lại hiệu quả rất thiết thực. Những ngày này, không khí tại trường trung học phổ thông Trần Văn Thành, huyện Châu Phú rất sôi nổi với nhiều hoạt động vui chơi dành cho các em học sinh. Bởi chủ điểm của tháng 3 này là tháng thanh niên, cùng các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban giám hiệu cùng đoàn trường và chi đoàn giáo viên của trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động khá phong phú. Trong đó, nổi bật là tổ chức ôn lại lịch sử và truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát động lễ ra quân tháng thanh niên, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới, tổ chức ngày hội thanh niên khỏe với các trò chơi dân gian, thu hút đông đảo học sinh của trường tham gia thi đấu và cổ vũ. Sau những giờ học trên lớp, những sân chơi này đã giúp các em phần nào giải tỏa căng thẳng, áp lực học tập, bổ sung nguồn năng lượng mới để có thể học tập tốt hơn. Ngoài các hoạt động rèn luyện thể chất, trường trung học phổ thông Trần Văn Thành lần đầu tiên tổ chức hội thi bắn tên lửa nước. Để tham gia hội thi, ngoài với sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh phải nghiên cứu sách vở và tham khảo tài liệu để có thể chế tạo tên lửa. Chính vì vậy, đến với hội thi lần này, các em học sinh phải biết áp dụng lý thuyết vào thực tiễn và phải đam mê nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, vân vân. Ngay cả khi chế tạo và thử nghiệm tên lửa không thành công cũng đã rèn luyện các em phải biết đương đầu với khó khăn, chấp nhận thất bại để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện nhất. Những bài học quý giá này không sách vở nào dạy được và cũng không người thầy nào có thể xây dựng cho các em. Chính chủ trương không mang nặng hình thức và xem trọng thành tích trong phong trào vui chơi này mà thay vào đó là hoạt động thiết thực và sân chơi lành mạnh, gần gũi, mang lại tiếng cười đã giúp cho các em học sinh trường trung học phổ thông Trần Văn Thành tự nguyện tham gia hội thi rất nhiệt tình. Bởi vì là em thích giao lưu học hỏi cho nên em tham gia vào hoạt động đoàn là trên tinh thần là tự nguyện và yêu thích. Vào cái tháng thanh niên này thì trường em có tổ chức rất là nhiều hoạt động. Trong đó thì trường cũng có tổ chức ôn lại truyền thống lịch sử của ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Bên cạnh đó thì cũng có tổ chức những cái trò chơi dân gian như là kéo co, nhảy ba bố, vân vân. Và đặc biệt là năm nay trường em có tổ chức một cái hội thi đó là bắn tên lửa nước. Các bạn tham gia rất là nhiệt tình. Cái công việc bắn tên lửa nước này thì em cảm thấy rất là thú vị, có nhiều cái điều rất là đáng học hỏi, nhưng mà qua đó thì cũng có nhiều cái khó khăn mà bọn em phải gặp. Bọn em sẽ tổ chức để mà nghiên cứu nhiều hơn, lên internet để mà tham khảo những cái sản phẩm hay sản phẩm được làm tốt hơn ở trên đó. Bên cạnh những hoạt động dành cho học sinh, đoàn trường trung học phổ thông Trần Văn Thành cũng dành cho chi đoàn giáo viên những sân chơi vui tươi bổ ích như tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với đoàn viên các trường học và tổ chức hội thi ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Theo đó, các giáo viên thiết kế giáo án điện tử để trình chiếu cho tổ bộ môn và ban giám hiệu của trường chấm chọn. Nhận thấy hiệu quả thiết thực của hội thi này nên nhà trường đã duy trì hội thi thành hoạt động thường niên với quy mô ngày càng mở rộng. Hội thi lần này còn thu hút các thầy cô giáo không phải là đoàn viên trong chi đoàn giáo viên của trường tham gia với 2 sản phẩm, nâng tổng số có 26 giáo án điện tử ở tất cả bộ môn tham gia hội thi. Ngoài ra, trong mỗi năm học, chi đoàn giáo viên trường trung học phổ thông Trần Văn Thành còn chủ động đứng ra tổ chức các buổi phụ đạo cho học sinh yếu, nhất là các em học sinh khối 12 trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng. Qua đó khẳng định tổ chức đoàn trong trường học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho các em học sinh, là cánh tay đắc lực và đội dự bị tin cậy của đảng. Theo tôi đó, thì qua các lần mà hoạt động các phong trào của đoàn với chi đoàn giáo viên đó, thì tôi thấy là đó là những phong trào rất là thiết thực. Bản thân tôi thì có học hỏi được kinh nghiệm, giao lưu được các đồng nghiệp, cảm thấy được là mình có trưởng thành hơn, mình nâng cao bản lĩnh hơn, rồi
cái kỹ năng cũng được, kỹ năng sư phạm cũng tăng tăng lên, phục vụ tốt cho giảng dạy. Mà cái đó không phải là chỉ là riêng cho bản thân mà còn là góp phần một phần vào sự phát triển của nhà trường. Mặc dù hiện nay thì chi đoàn giáo viên là trực thuộc của đoàn trường, tuy nhiên để mang cái tính độc lập cho dễ qua hoạt động thì ở đây thì ở đoàn trường thì không mang tính chất là chỉ đạo đối với chi đoàn giáo viên mà mang tính chất là phối hợp. Đặc biệt đó là trong cái đợt ôn thi tốt nghiệp cho các em học sinh phổ thông khối 12 thì ở chi đoàn giáo viên phối hợp rất là tốt với đoàn trường trong cái việc mà một là việc thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ thì cái nhắc nhở giáo dục nâng cao ý thức học tập của các em. Rồi ở bản thân chi đoàn giáo viên thì cũng tổ chức tham mưu với đảng ủy tổ chức một cái lớp phụ đạo vào buổi tối. Thì qua lớp phụ đạo này sẽ giúp các em học sinh có học lực yếu kém để các em lấy lại những kiến thức cơ bản và vượt cản trong kỳ thi tốt nghiệp hàng năm. Thì cái hoạt động này được chi đoàn giáo viên của nhà trường thực hiện rất là tốt, thể hiện là qua 2 năm học liền, năm học 2011-2012 và 2012-2013 thì cái tỷ lệ đậu tốt nghiệp của học sinh khối 12 trường học phổ thông đạt 100%. Để công tác đoàn và phong trào thanh niên trong trường học đạt được hiệu quả như thế này, chính nhờ vào sự lãnh đạo của chi bộ, sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Chính từ sự quan tâm đó đã tạo điều kiện cho đoàn trường trung học phổ thông Trần Giang Thành phát huy vai trò của mình và góp phần cùng ban giám hiệu nhà trường giáo dục toàn diện cho học sinh. Cụ thể, trong năm học 2012-2013 vừa qua các cuộc thi tìm hiểu quân đội nhân dân Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam, phong trào đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình Khi Tôi 18, vân vân, đã giúp cho các em học sinh của trường lĩnh hội thêm các kiến thức xã hội, kỹ năng sống, hiểu biết thêm về lịch sử, làm giàu thêm lòng yêu nước. Bên cạnh đó còn giúp học sinh phát huy ý thức tự giác, ý thức sống vì tập thể và cả ý thức học tập, cải thiện kết quả học tập của mình. Từ đó giúp nhà trường phát huy thành tích và nâng cao chất lượng giáo dục. Cụ thể, tỷ lệ học sinh giỏi và học sinh giỏi cấp tỉnh của trường qua từng năm học đều tăng lên. Học sinh giỏi cấp quốc gia từ chưa đạt giải đến năm học 2012-2013 đạt 2 giải. Cũng trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh thi đậu vào đại học cao đẳng đạt gần 70%. Ngoài ra, chi đoàn giáo viên của trường cũng phát huy năng lực cá nhân mang về cho nhà trường nhiều danh hiệu, từ giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở đến sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng dạy học đạt nhiều giải cấp tỉnh. Từ những kết quả trên, trường Trung học phổ thông Trần Giang Thành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2 năm liên tiếp. Đoàn thanh niên chính là cái cánh tay nối dài của mình. Từ đó thì các cái hoạt động của nhà trường đều có sự đóng góp của đoàn thanh niên. Mà mọi cái hoạt động nó muốn thành công thì đoàn phải mạnh, phải sáng tạo. Cho nên là bám hiệu nhà trường cũng như là đảng ủy tập trung chú trọng đầu tư cho công tác đoàn. Phía nhà trường cũng đã có, khi kết thúc học kỳ 1 cũng có chỉ đạo cho đoàn thanh niên là tập trung chuẩn bị cho các cái kế hoạch đó của học kỳ 2. Học kỳ 2 thì tập trung nhiều cho cái tháng chủ điểm, đó là tháng 3, là cái tháng thanh niên. Sắp tới đây thì đoàn thanh niên cũng đã có xây dựng kế hoạch thực hiện một số cái công việc trong cái ngày chào mừng cái lễ kỷ niệm sinh nhật đoàn 26 tháng 3. Trong đó cũng có tổ chức nhiều cái trò chơi dân gian, cũng như là tổ chức cho các em học sinh thực hiện cái công trình thanh niên trong cái tháng này. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho phía chi đoàn giáo viên để xây dựng một cái kế hoạch là giúp đỡ cho học sinh yếu kém. Mình sẽ huy động các em học sinh vào ban đêm để chi đoàn giáo viên cử các cái thành viên để mà hướng dẫn ôn tập. Mà đặc biệt là cái phần hướng dẫn đó thì giáo viên tự túc, tự bỏ công sức của mình ra là không có thu lại phí gì cả. Đó là để giúp đỡ cho các em trong cái kỳ thi sắp tới. Từ hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của trường Trung học phổ thông Trần Giang Thành cho thấy, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong các trường học, nhất là ở bậc giáo dục trung học phổ thông, không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh và lực lượng giáo viên trẻ, mà còn góp phần giáo dục lý tưởng sống và làm việc, hình thành kỹ năng cơ bản và rèn luyện mỗi cá nhân trở thành thanh niên thế hệ Bác Hồ trong thời kỳ phát triển và hội nhập hiện nay.